Hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau. Trong chương trình hôm trước, của mấy tháng trước, thầy trò mình đã thường xuyên gặp nhau trong chương trình bổ trợ kiến thức lớp 12, đi vào những cái nội dung cơ bản nhằm giúp các em định hướng và học tập tốt hơn khi đang học phổ thông. Còn hôm nay, thời điểm này là mấy em cũng đã biết là chúng ta đang chuẩn bị bước vào cái kỳ thi đại học sắp tới 2011. Và hôm nay, trong chương trình mới của đài truyền hình trên kênh HTV4, thầy mong là chúng ta sẽ làm việc tốt hơn. Ở cái chương trình mới này có một vài nội dung thay đổi, mong rằng các em theo dõi và chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau để đạt được hiệu quả tốt hơn. Hôm nay thầy sẽ nhắc lại một cái vấn đề quan trọng trong các kỳ thi và nó chiếm đại đa số các câu hỏi, đó là phần dao động cơ. Chủ đề chính của nó là về dao động điều hòa. Mời mấy em nhìn lên màn hình. Trước tiên thầy nói lại một vài nét đại cương. Đầu tiên mấy em nắm được cái biểu thức Lido, cái dạng tổng quát là X bằng A cos omega t cộng phi. Các cái đại lượng trong biểu thức này, A là biên độ cực đại, chính là Lido lớn nhất trong quá trình dao động điều hòa của vật. Một cách tổng quát, X tại thời điểm t nào đó là cái độ dời, hay còn gọi là Lido, của vật dao động điều hòa so với vị trí cân bằng, tính bằng đơn vị mét hoặc cm. Omega t cộng phi, đó là pha dao động tại thời điểm t, tính bằng đơn vị radian, trong đó phi là pha ban đầu. Ta chọn góc thời gian t bằng 0, khi đó cái omega t cộng phi, cả cái pha dao động này chính là phi, người ta gọi là pha ban đầu. Cái vị trí của vật, của chất điểm vào thời điểm ban đầu do chúng ta chọn hoặc do đề thi. Và người ta ký hiệu L là 2A, đó chính là chiều dài quỹ đạo của vật. Một vật dao động điều hòa thì chiều dài quỹ đạo của vật đó là 2A, ta ký hiệu là L. Khái niệm chu kỳ, đó là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần, tính theo tốc độ gốc hay đi trên omega, hoặc là bằng delta t trên n. Trong đó, delta t là thời gian thực hiện n dao động. Khái niệm thứ ba mà thầy muốn nhắc lại đó là tần số, ký hiệu là f. Ý nghĩa của nó là số dao động toàn phần mà vật thực hiện được trên một đơn vị thời gian, tính theo chu kỳ là bằng 1 phần t, hoặc tính theo tốc độ gốc omega bằng 2 ds, đơn vị của tần số là hẹn. Vấn đề thứ tư thì muốn nhắc lại mấy em, đó là biểu thức của vận tốc và biểu thức của gia tốc. Ta nhớ được cái biểu thức vận tốc và gia tốc, nó giúp chúng ta giải toán rất nhanh, đặc biệt là phần trắc nghiệm. Mấy em thuộc luôn cái công thức này. Vận tốc là bằng trừ omega a sin omega t cộng phi, trong đó v max bằng omega a, đó là vận tốc cực đại trong quá trình dao động. Biểu thức gia tốc có dạng là trừ omega bình a cos omega t cộng phi, hay còn viết là trừ omega bình x, trong đó gia tốc cực đại bằng omega bình nhân a, tích của bình phương tần số gốc nhân biên độ. Và một công thức thứ năm nữa, đó là công thức độc lập với thời gian, có nghĩa là trong biểu thức này không phụ thuộc vào t nữa. Bình phương biên độ bằng bình phương ly độ cộng cho tỷ bình phương vận tốc trên bình phương tần số gốc. X và v là ly độ và vận tốc tại thời điểm t nào đó vật đang đạt được. Đó mấy em chú ý cái ý nghĩa của công thức độc lập thời gian để chúng ta sử dụng. Công thức này để giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều, không cần phải đi lại vấn đề tự luận. Ta đang giải trắc nghiệm. Vì vậy năm vấn đề trên, đầu tiên về đại cương dao động điều hòa, thì mong mấy em hãy thuộc lòng. Thì đi qua một số cái ví dụ để chúng ta làm rõ hơn.
Chúng ta có một ví dụ như sau. Một vật dao động điều hòa, chiều dài quỹ đạo là 8 cm. Vật thực hiện 10 dao động, mất khoảng thời gian đó là 3,14 giây. Tìm vận tốc của vật khi qua vị trí cái ly độ là cộng 2 cm. Thì tóm tắt như thế này: chiều dài quỹ đạo chính là L. 10 dao động, số dao động thì ký hiệu là N lớn. Và thời gian thực hiện 10 dao động đó, delta T bằng 3,14 giây. Hỏi vận tốc khi ly độ bằng cộng 2 cm. Để giải như sau. Đầu tiên mấy em tìm biên độ A. Từ cái dữ kiện của đề cho chiều dài quỹ đạo, ta biết đó chính là bằng 2 lần biên độ. Ta dễ dàng suy ra được cái biên độ A bằng 4 cm. Kế tiếp ta đi tìm tần số gốc của dao động. Công thức khi nãy thầy tóm tắt: chu kỳ bằng delta T trên N, thời gian thực hiện N dao động trên số dao động, ta ra được 0,314 giây. Vậy thì ta có được tần số gốc của dao động bằng 20 radian trên giây bởi công thức 2B trên T. Bây giờ ta tìm vận tốc dựa vào công thức độc lập thời gian. Từ A bình bằng X bình cộng V bình trên omega bình, ta dễ dàng có được V sẽ bằng A bình trừ X bình nhân omega bình. Rồi mấy em lấy căn bậc 2, chúng ta sẽ có cộng trừ 40 căn 3 cm trên giây. Ở bài toán này, nếu như chúng ta không thuộc công thức độc lập thời gian thì mấy em phải viết lại biểu thức vận tốc, rồi em phải tính toán lại, từ đó em mới suy ra được V. Nó rất mất thời gian. Trong khi đó, cái thời lượng để giải một câu trắc nghiệm, mấy em nhớ được cái công thức độc lập thời gian, ta thay thông số vào, ta dễ dàng có được giá trị của vận tốc. Thì qua ví dụ số 2, thì xét một chất điểm dao động điều hòa có phương trình X bằng 8 cos 4 pi t cộng pi trên 6, đơn vị ly độ là cm. Tìm các thời điểm vật qua vị trí 4 cm và các thời điểm vật qua vị trí trừ 4 cm theo chiều dương lần thứ 2. Mình chú ý dữ kiện. Thứ nhất, thời điểm vật qua vị trí trừ 4 nhưng theo chiều dương, và lần thứ 2 để họ yêu cầu chúng ta có 3 vấn đề. Thứ nhất là vị trí của chất điểm, thứ hai chiều chuyển động chất điểm, thứ ba đó là cái thời điểm lần thứ hai. Câu C thì lại xét các thời điểm qua vị trí 4 nhưng trong một chu kỳ đầu tiên vật dao động. Mấy em ghi lại cái nội dung của cái đề. Ta qua cái phương pháp giải như thế này. Trước tiên thầy tóm tắt lại: tìm T khi X bằng 4, tìm T khi X bằng trừ 4 theo chiều dương lần 2. Cái phần tóm tắt là gì mấy em? Là ta nhấn mạnh lại những cái ý chính của đề. Làm bài thi và lý, mấy em nên tóm tắt nhanh ở ngồi nhát. Đọc xong đề ta tóm tắt nhanh ngồi nhát các cái dữ kiện, những ý chính của bài. Tìm T khi X bằng 4 trong một chu kỳ đầu tiên, các thời điểm vật qua vị trí 4 cm. Từ biểu thức ly độ đề cho 8 cos 4 pi t cộng pi trên 6, sẽ thay X bằng 4 vào, ta có được một cái phương trình lượng giác 4 bằng 8 cos 4 pi t cộng pi trên 6. Mấy em giải cái phương trình lượng giác này ra, ta sẽ được hai họ nghiệp 4 pi t cộng pi trên 6 bằng pi trên 3 cộng k 2 pi, 4 pi t cộng pi trên 6 bằng trừ pi trên 3 cộng k 2 pi. Mấy em nhớ lại cái về mặt toán học: cos A bằng cos B, ta sẽ có A bằng B hoặc A bằng trừ B, rồi cộng thêm cái họ lượng giác của chúng K hay D. Từ đó ta sẽ rút ra thời điểm T tính theo K, trong đó K là một số nguyên dương. Ở câu B, xác định thời điểm vật qua vị trí trừ 4, tức là X bằng trừ 4, nhưng chú ý theo chiều dương lần 2.
Từ bí thức ly độ, thầy thay x bằng trừ 4 vào cũng giống như trên, để ta được cái phương trình lượng giác trừ 4 bằng 8 cos 4 bi t cộng bi trên 6. Từ phương trình lượng giác này, ta sẽ rút ra được cái giá trị của t, đồng thời dựa vào cái dữ kiện vật chuyển động theo chiều dương, v dương, và ta nhớ lại cái biểu thức tổng quát của vận tốc trong dao động điều hòa, trừ omega a sin omega t cộng phi. V dương mà trừ omega a luôn là một số âm, vậy sin phải âm. Giá trị của sin trong công thức trên phải âm, sin 4 bi t cộng bi trên 6 phải âm. Thầy gọi là bất đẳng thức 3. Đối chiếu với 1 và 2, đó là hai cái nghị mà thầy rút ra từ cái phương trình lượng giác đó. Và ta nhận giá trị 4 bi t cộng bi trên 6 bằng trừ 2 bi trên 3, bởi vì sin trừ 2 bi trên 3 mới mang giá trị âm. Vậy ta dễ dàng ta suy ra được t bằng cách men chuyển bi trên 6 qua và chia 2 vế cho 4 bi, ta có được t bằng trừ 5 phần 24 cộng k trên 2, với k bắt đầu được tính từ 1. Men chú ý thời điểm t luôn dương, cho nên k không thể bắt đầu bằng 0. Nếu k bằng 0 có cách t bằng âm 5 phần 24, vô lý, bắt đầu bằng 1. Vì đề cho quay chiều dương lần thứ 2, cho nên ta phải chọn k bằng 2. K bằng 1 là thời điểm đầu tiên, k bằng 2 chính là thời điểm lần 2. Ta thay k bằng 2 và ta tính được t phải bằng 1 trừ 5 phần 24 bằng 19 phần 24 giây. Tức là từ lúc bắt đầu chuyển động đến 19 phần 24 giây sau, chốt điểm sẽ đi qua vị trí trừ 4 cm theo chiều dương lần thứ 2. Mong mấy em xem kỹ, ghi lại cái ý chính này để giúp chúng ta giải trắc nghiệm thật nhanh qua những bài tập từ luận này. Thầy qua ý C, các thời điểm vật qua vị trí 4 cm, bây giờ không có hỏi là theo chiều dương lần 1, lần 2, lần thứ n nào nữa, mà là trong một chu kỳ đầu tiên. Cũng câu hỏi trên nhưng dạng thức nó hơi khác. Mấy em xem, cũng từ phương trình ly độ, ta cũng thay x bằng 4 vào để ta có được cái phương trình lượng giác cos 4 bi t cộng bi trên 6 bằng 1/2. Bằng 1/2, tại vì 4 chia 8 là 1/2 nè, tương ứng là cos bi trên 3. Ta sẽ giải ra được t bằng 1/24 cộng k trên 2, hoặc t bằng trừ 1/8 cộng k trên 2. Thầy gọi đẳng thức này là 1. Mình chú ý, đẳng thức này là 1, mình ghi lại. Kết hợp với cái điều kiện của đề, thời gian của chúng ta trong một chu kỳ đầu tiên, tức là t của mình lớn hơn 0, nhỏ hơn t. Cái chu kỳ t ta tính được từ cái biểu thức ly độ của vật, t bằng 2 bi trên omega. Mấy em dễ dàng có được chu kỳ t của mình là 0.5 giây. Thầy gọi đó là 2. Kết hợp 1 và 2, ta dễ dàng suy ra được hai giá trị của t, 1/24 giây và 3/8 giây. Thỏa mãn điều kiện lớn hơn 0, nhỏ hơn 0.5 giây. Ví dụ số 3, một chất điểm M chuyển động tròn đều trên một đường tròn tâm O có bán kính 10 cm với tốc độ dài là 20 cm trên giây. Hình chiếu của chất điểm M lên một đường kính của đường tròn nằm trong mặt phẳng quỹ đạo của chất điểm là một dao động điều hòa có biên độ là A, chu kỳ AT. Tìm biên độ A, tìm chu kỳ T. Ta tóm tắt lại như thế này: R bằng 10 cm, V bằng 20 cm, tìm A, T. Mấy em nhớ là cái kiến thức chúng ta đã học trong phần lý thuyết. Chất điểm dao động điều hòa xem như hình chiếu của một điểm chuyển động tròn đều lên trên đường kính. Cho nên cái biên độ A của chất điểm dao động điều hòa chính bằng bán kính R, chính bằng bán kính R của cái đường tròn mà chất điểm đang chuyển động. Vậy ta có được A bằng 10 cm. Vì chuyển động tròn đều
Cho nên mối liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc gốc V bằng omega r, mình sẽ tính được cái tốc độ gốc bằng 2 radian trên giây. Từ tốc độ gốc rồi, ta lại có chu kỳ là thời gian thực hiện một dao động. Trong trường hợp này là thời gian để chất điểm đi một vòng tròn bằng 2 pi trên omega. Ta có được 3 phép 14 giây. Đó, ví dụ số 3 này để ôn với em lại cái kiến thức một vật dao động điều hòa xem như là hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên trên đường kính rồi. Và chu kỳ chất điểm dao động điều hòa cũng có giá trị là 3 phép 14 giây. Các em thân mến, buổi đầu tiên hôm nay thầy nói lại về vấn đề dao động điều hòa, phần đại cương của nó. Thứ nhất là biểu thức ly độ, thứ hai là biểu thức vận tốc, thứ ba là biểu thức gia tốc, cũng như công thức độc lập thời gian. Và mấy em cũng biết được là vận tốc lớn nhất có giá trị thế nào, gia tốc lớn nhất được tính bởi biểu thức nào. Và một vài cái khái niệm cũng như một vài cái bài toán mà thầy nhắc mấy em nhớ lại là xét các thời điểm vật qua một vị trí ly độ x0 nào đó theo yêu cầu của đề, tại theo chiều dương hay theo chiều âm, lần thứ nhất, lần thứ hai, trong một chu kỳ hay trong nửa chu kỳ hay trong khoảng thời gian delta t tổng quát nào đó, thì chúng ta cũng phải dựa vào những cái kiến thức cơ bản là nắm được biểu thức ly độ, nắm được biểu thức vận tốc để biết khi nào vận tốc âm, khi nào vận tốc dương. Đó. Hôm nay trong buổi đầu tiên, thầy mong mấy em ôn lại những cái bài toán như thầy vừa mới lấy ví dụ, để hôm sau thầy trò mình sẽ tiếp tục, thầy sẽ nói sâu hơn trong một số bài tập trắc nghiệm của các đề thi đại học gần đây được ứng dụng như thế nào. Chương trình năm nay có một sự đổi mới tí. Thầy sẽ trả lời các câu hỏi của các em trong quá trình mấy em ôn thi, trong quá trình mấy em học. Có vấn đề gì khúc mắc đối với những bài thầy đang giảng, hoặc những vấn đề gì khúc mắc trong chương trình học của ngành vật lý lớp 12, thì mấy em cứ việc hỏi. Dạ thưa thầy, đề bài cho nhiệt độ T bằng 10 giây, đồng hồ chạy nhanh 6,48 giây trong một ngày đêm, cho alpha bằng 2 nhân mũ trừ 5, k mũ trừ 1, hỏi nhiệt độ bằng bao nhiêu để đồng hồ chạy đúng. Dạ em chào thầy. Đây là bài toán chu kỳ con lắc đơn, mà trong trường hợp này dây treo bằng kim loại co giãn theo nhiệt độ, và loại toán đồng hồ nhanh chậm trong một ngày đêm. Nên chú ý thời gian của một ngày đêm là 86.400 giây. Ta nhớ những cái con số này để ta làm toán cho nó nhanh. Thì cái loại toán này á, mấy em nhớ thế nào? Đồng hồ chạy đúng, tức là chu kỳ dao động của nó đúng, được tính bởi công thức thế này. Lúc đó chiều dài của con lắc là L1, ta có T bằng 2 pi căn L1 trên G. Theo công thức liên hệ giữa L1 và L0, L0 là gì? Là chiều dài của con lắc ở 0 độ C. T1 là chiều dài của dây kim loại đó ở 10 độ C. Nên như công thức L1 bằng L0 nhân 1 cộng alpha T1. Alpha này là hệ số co giãn vì nhiệt. T1 là nhiệt độ chúng ta đang xét. Tại T1, đồng hồ chạy đúng. Bây giờ chúng ta có, hay gọi là T sai. Thì biết luôn L2 chính là L01 cộng alpha T2. Từ đây mấy em lập cái tỷ lệ chu kỳ chạy sai trên chu kỳ chạy đúng. Ta ước lượng hết các số hạng L0G, L0G. Chúng ta có cái này: 1 cộng alpha T2 trên 1 cộng alpha T1. Vì alpha là số vô cùng bé, 1 phần trăm nghìn,
Cho nên về mặt toán học mà em nhớ tới cái bất định thức gần đúng thế này, là chúng ta sẽ dùng cái công thức toán học thế này là 1 cộng alpha trên 2 T2 T1 trừ T2. Đấy. Từ cái chỗ này nè mấy em, khi x vô cùng bé thì chúng ta gần bằng cái này. Đấy. Mấy em nhớ tới cái công thức gần đúng này để chúng ta sử dụng giải một số bài toán vật lý về chu kỳ con lắc, tính theo độ cao, độ sâu hoặc tính theo nhiệt độ. Từ đó thì sẽ có T sai trên T đúng trừ cho 1. Thầy gọi tắt cái trò này là delta T nhiệt độ ha. Vậy thì chúng ta sẽ có cái delta T. Đấy. Tới đây là ta dễ dàng suy ra được là delta T ta biết được cái delta T này để cho 0.648 giây, 0.648 giây, đó là trong một chu kỳ. Còn trong một ngày đêm thì giả sử gọi là sigma, trong một chu kỳ nó chậm là delta T, hỏi trong sigma nó là bao nhiêu ha, thì chúng ta sẽ có tính như thế này. Đây là cái thời gian nhanh chậm trong một ngày đêm hay trong một khoảng thời gian nào đó. Sigma. Mày chú ý cái công thức cuối cùng này. Hôm trước thầy rút lại, đây là bài toán trắc nghiệm nhưng mà được xây dựng từ một bài toán tự luận. Cho nên mày em nhớ lại cái công thức sau cùng. Công thức sau cùng tính toán độ nhanh chậm của chu kỳ trong một khoảng thời gian nào đó. Thì theo bài toán cho thay đổi theo nhiệt độ và bài toán thay đổi theo độ cao hay độ sâu. Mày em nhớ công thức cuối cùng này. Đó, từ công thức cuối cùng này ta biết được cái này rồi. Ta biết được một ngày đêm 86.400 giây rồi. Ta biết được cái T1 rồi. Ta biết được cái alpha rồi. Mem dễ dàng suy ra được cái T2. Ta dễ dàng suy ra được cái T2. Đó. Ở đây thầy tóm tắt lại các cái công thức và cái cách để đưa đến cái công thức cuối cùng. Vì một bài toán mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ dễ dàng nhớ được cái công thức sau cùng hơn. Còn thôi, nhiều khi các em nghĩ rằng là đôi khi ta nhớ một cái công thức nào đó mà ta không hiểu thì rõ ràng đó là cách học, người ta gọi là cách học gạo. Rõ ràng cách nhớ đó thì rõ ràng không vận dụng được. Nếu như đề toán thay đổi một tí xíu mà mấy em không hiểu được bài thì rõ ràng khi đó là mấy em sẽ vận dụng công thức nó sẽ bị chệch ngay. Cho nên thì chứng minh là cái công thức sau cùng này, trên cơ sở đó mấy em hiểu cái này luôn và thuộc cái này luôn như một công thức để chúng ta vận dụng giải những bài tập trắc nghiệm. Khi đó cái thời lượng một câu trắc nghiệm từ một bài tự luận mấy em sẽ giải được một cách dễ dàng. Đó, đến đây mấy em thay thông số vào và sẽ tìm ra được cái nhiệt độ nào ở đó đồng hồ chạy đúng. Mong là các em hiểu được cái bài này hơn sau cái bài tập. Chào các bạn học sinh đang theo dõi chương trình ôn thi đại học 2011 trên kênh HTV4. Vừa rồi thì các bạn đã theo dõi lời giải đáp của thầy về những câu hỏi mà các bạn gửi về cho chúng tôi. Bên cạnh đó thì còn rất nhiều câu hỏi được gửi trên trang web htv4.vn. Và nếu như các bạn còn có nhiều thắc mắc nào nữa thì hãy cứ gửi về trên trang web của chúng tôi, bởi vì chúng tôi sẽ giải đáp tất cả cho các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi sau đây nhé. Trong phần cơ học, các bài toán về thời gian rõ nhất hay quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất, chúng em thấy rất khó. Ví dụ như, một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với năng lượng dao động 1G và lực đàn hồi cực đại là 10N, gọi Q là đầu cố định của lò xo. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp điểm Q chịu tác dụng của lực kéo 5 căn 3N là 0,1 giây, tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong 0,4 giây. Thầy ơi, thầy hãy giải đáp cho các bạn nhé. Đây là bài toán
liên hệ tới lực đàn hồi của lò xo cũng như là quãng đường đi được của vật lớn nhất, nhỏ nhất. Đây là một trong những bài tập khó đó nè. Lò xo, vật chuyển động nằm ngang, thì tại vị trí cân bằng mấy em nhớ là lò xo không co không giãn. Tôi gọi cái điểm treo này là điểm Q, điểm nối với lò xo. Thì tại Q, như mấy em hỏi, chịu lực kéo có nghĩa là lúc đó vật lò xo đang giãn. Thì giả sử độ giãn này là vị trí X0. Tại đây, lực Q sẽ chịu lực kéo về. Khoảng thời gian hai lần liên tiếp để cái lực kéo đó bằng 5 căn 3 Newton. Khoảng thời gian đó là không kết. Cái này em đọc là không kết 1 giây. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để điểm Q chịu tác dụng của lực kéo về 5 căn 3 Newton là 0,1 giây. Và cái năng lượng trong dao động điều hòa trên là 1 joule. Và cho biết lực đàn hồi đạt giá trị cực đại trong suốt quá trình dao động đó là 10 Newton. Vậy thì trong khoảng thời gian T bằng 0,4 giây, quãng đường lớn nhất mà vật đi được là bao nhiêu? Đó là bài toán khó kết hợp giữa lực đàn hồi trong trường hợp mắc và bài toán tính quãng đường vật dao động điều hòa lớn nhất, nhỏ nhất. Đây là một bài toán khó đó nè. Các em chú ý thế này. Trong trường hợp lò xo chuyển động, dao động của vật mà gắn vào lò xo trên mặt phẳng nằm ngang, thì tại vị trí cân bằng lò xo sẽ không co không giãn. Lò xo sẽ không co không giãn. Và lực đàn hồi mắc của chúng ta sẽ có cái công thức là K E. Tại vị trí cân bằng lò xo không co không giãn, cho nên lực đàn hồi sẽ lớn nhất khi lò xo giãn ra độ lớn nhất, đó chính là biên độ A của dao động bằng K A. Năng lượng của dao động điều hòa bằng 1/2 K A bình. Như vậy từ đây thầy trò mình đã tìm ra được cái biên độ A của dao động rồi, thấy không? Thầy lập tỷ số E trên F max 1/2 K A bình mà chia K A, vậy chúng ta sẽ có là 1/2 A. Từ đó mình sẽ suy ra được cái giá trị của biên độ A của dao động. Vì năng lượng ta biết rồi, vì giá trị của lực đàn hồi mắc chúng ta cũng biết rồi. Đó là 1/10, ta nhân 2 lên. Mặt khác, mình chú ý thế này. Thời gian mà điểm Q chịu tác dụng cái lực kéo về là 5 căn 3 Newton thời gian liên tiếp. Đến đây mà em nhớ, vật dao động điều hòa xem như hình chiếu của chất điểm chuyển động tròn đều. Chúng ta có biên độ A trừ A. Bây giờ mấy em xem, tại vị trí mà lực kéo tác dụng lên điểm Q là 5 căn 3 Newton. Ở đây chúng ta có lực đàn hồi mắc là bằng KE. Cái lực kéo trong trường hợp mà đang đạt giá trị 5 căn 3 Newton thì xem như lúc đó nó đang giãn một đoạn là X0. Thì còn muốn tìm cái mối quan hệ giữa X0 và A thì là tỷ số. X0 trên A chính là tỷ của lực kéo trên lực đàn hồi mắc. Lực kéo của chúng ta 5 căn 3, lực đàn hồi mắc 10 Newton, vậy bằng căn 3 trên 2.
Có nghĩa là tại vị trí đó chúng ta có x0 bằng a căn 3 trên 2. Mấy em nhìn lại đường tròn. Đây là a. A căn 3 trên 2. Vậy đó là vị trí này. Đó là góc này bi trên 6, mấy em chú ý. Đây là góc bi trên 6. Đây là hai vị trí mà vật đạt ly độ là x0 bằng a căn 3 trên 2. Thời điểm liên tiếp để chúng chịu lực kéo là 5 căn 3 tại điểm Q là 0,1 giây. Đó chính là thời gian mà chất điểm di chuyển từ vị trí này tới vị trí này. Có nghĩa là góc quét trong trường hợp này chúng ta là góc này. Góc quét này nó có là omega t. Góc quét đã bằng bao nhiêu nào? Cái đây bi trên 6, cái đây bi trên 6, như vậy góc này là bi trên 3. Do đó chúng ta lấy cả đường tròn là 2 bi mà ta trừ đi cho bi trên 3, tức là 5 bi trên 3. 5 bi trên 3. Mà cái t nhỏ này của chúng ta là bao nhiêu? 0,1 giây. Từ đó thì sẽ có cái omega, thì viết theo chu kỳ. Có nghĩa là cái t chúng ta sẽ bằng cái gì? 6 phần 5 t. Mà t của mình 0,1, 0,6 trên 5. Đó chính là giá trị của chu kỳ. Như vậy cái dữ kiện đề cho khoảng thời gian liên tiếp để lực kéo tác dụng vào điểm Q là 5 căn 3 newton. Dữ kiện đó mục đích để chúng ta xác định được chu kỳ của dao động. Chu kỳ của dao động. Đây là cũng là một cái ý này, là một cái nội dung của đề trắc nghiệm đề thi đại học năm 2008. Một trong những câu khó của đề năm ấy, men chú ý. Sau khi suy ra được cái chu kỳ là 0,65 trên giây. 0,65 trên giây tức là thầy chồng chia 6 phần 5 là 1,2, tức là 0,12. 0,12. Bây giờ người ta hỏi là trong 0,4 giây, quãng đường lớn nhất mà vật dịch chuyển được là bao nhiêu? Đến đây thì nhắc tới một cái kiến thức này. Trong một chu kỳ, vật luôn đi 4A. Trong nửa chu kỳ, vật luôn đi thời quỹ đạo của nó là 2A. Quãng đường chất điểm đi ra một chu kỳ ở dao động điều hòa luôn là 4A. Và trong thời gian nửa chu kỳ luôn là 2A. Luôn là 2A. Từ đó, để tìm được quãng đường lớn nhất trong một khoảng thời gian T nào đó, mấy em phải xem cái thời gian T đó so sánh với chu kỳ. Như vậy là 0,4 giây mà so với 0,12 giây thì tách nó ra. Cái T chết này của mình là bằng 3 lần chu kỳ. 3 lần chu kỳ là 0,36 rồi. 0,36 còn lại 0,3 lần chu kỳ là 0,36. Như vậy là từ 0,4 giây ta trừ 0,36 là còn lại 0,04 giây nữa. Mà 0,04 giây tức là 0,12 chia 3, có nghĩa là 1 phần 3 chu kỳ nữa. Như vậy cái T phết 0,4 giây này thì tính theo chu kỳ, nên chú ý. Đó là khoảng thời gian của 3 chu kỳ và 1 phần 3 chu kỳ nữa. Mà ta biết trong một chu kỳ chất điểm luôn luôn chuyển động, cái quãng đường là 4 lần biên độ A. Vậy, cái quãng đường đi trong khoảng thời gian T phết đó sẽ bằng 3 lần chu kỳ, tức là 3 lần 4A. Sau đó, quãng đường đi trong 1 phần 3 chu kỳ nữa. Thầy ký hiệu như trên bảng. Cái biên độ A của thầy trò mình ở đây là ta tính ra từ đây. Từ cái tỷ E trên F với E là 1 joule, còn F max là 10 newton, là 0,1 nhân 2 lên là 0,2, có nghĩa là 20 cm. Ở đây chúng ta có 3 nhân 4 là 12, ta nhân cho 20, ta ra được quãng đường chất điểm đi trong 3 chu kỳ. Vậy thì quãng đường lớn nhất của vật dao động điều hòa đi trong khoảng thời gian 0,4 giây tương ứng với quãng đường đi trong 1 phần 3 chu kỳ lớn nhất.
Mình chú ý tắt cái T phẩy này ra theo một số nguyên lần T, cộng thêm cho một cái T hai phết khác. Và chú ý cái T hai phết này phải nhỏ nhỏ T. Ở đây là 1/3 T, nhỏ hơn cả T trên 2. Hôm trước thầy có chú ý trong cái phần phương pháp và một số bài toán khó của thời gian min cũng như quãng đường mắc min của một chất điện dao động điều hòa. Nên nhớ lại công thức nó như thế này. S min sẽ bằng 2A 1 trừ cos delta phi trên 2. S max 2A sin delta phi trên 2. Trong đó delta phi là gì? Là góc quét trong khoảng thời gian đó, trong khoảng thời gian t phép. T phép của mình là lớn hơn không? Bé hơn t trên 2. Đấy, mấy em nhớ lại hai cái công thức S min, S max, quãng đường chất điểm đi được, lớn nhất, nhỏ nhất trong khoảng thời gian t phép, lớn hơn không? Nhỏ hơn t trên 2. Ở đây chúng ta có t phép là 1/3 chu kỳ, nhỏ hơn t trên 2, nên ta sử dụng cái công thức này. Như vậy S này mắc khi và chỉ khi cái quãng đường đi trong 1/3 chu kỳ lớn nhất. Và quãng đường đi trong 1/3 chu kỳ thì sử dụng công thức này. Ta xem thử góc quét trong 1/3 chu kỳ. Khi nãy mấy em xem cái hình đường tròn của chúng ta, đường tròn của chúng ta đây, đây là vị trí mà điểm Q chịu lực kéo là 5 căn 3 newton đấy. Giờ góc quét của mình đi như thế này, và khoảng thời gian đi từ đây tới đây đó là 0.1 giây. Bây giờ hỏi quãng đường lớn nhất là 0.4 giây. Ta tách 0.4 giây này ra một số nguyên làm chu kỳ là 3T và một cái T2 phép nhỏ hơn T trên 2 nữa là 1/3 chu kỳ. S max trong 1/3 chu kỳ, trong 1/3 chu kỳ tại vị trí này, mấy em xem trong 1/3 chu kỳ nữa nó sẽ quét về đâu. Rõ ràng từ công thức này chúng ta dễ dàng có được là 2π/3, quét một góc 2π/3, quét góc 2π/3. Ta thay vào đây, ta sẽ có được cái quãng đường đi trong khoảng 1/3 chu kỳ lớn nhất được tính bởi công thức 2a sin delta phi trên 2, mà delta phi thầy trò mình tính ra được là 2π/3. Sin 2π/3 là căn 3 trên 2, như vậy chúng ta đó là a căn 3. A căn 3. Như vậy cuối cùng chúng ta có được S T phẩy lớn nhất bằng 12a cộng 12a cộng a căn 3. Đây chính là đáp số của bài toán mà mấy em vừa mới hỏi. Thì rút lại ở câu này, đây là một câu hỏi khó. Nó khó cả hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là lực đàn hồi mắc min trong con lắc lò xo. Lực đàn hồi mắc min trong con lắc lò xo. Vấn đề thứ hai, cả cái câu này cũng là một ý của một đề thi trắc nghiệm đó em. Quãng thời gian liên tiếp để lực kéo cùng một giá trị là 5 căn 3, hỏi chu kỳ. Đây cũng là một câu hỏi, một ý riêng của bài toán này, nhưng nó vẫn là một câu độc lập của một đề thi trắc nghiệm đấy. Ý thứ hai nữa là quãng thời gian, quãng đường đi lớn nhất, nhỏ nhất trong một quãng thời gian T nào đó. Mấy em chú ý, nếu cái T này của chúng ta mà lớn hơn một chu kỳ, mấy em tách ra thành một số nguyên làm chu kỳ cộng thêm một cái T phết khác. Như vậy thì cái S này mắc hay min là do cái quãng đường đi trong khoảng thời gian T phết này mắc hay min. Rồi tùy vào cái T phết của mình, nó lớn hơn T trên 2 hay nó nhỏ hơn T trên 2, mà chúng ta sẽ có các công thức tương ứng.
công thức SMART SMIN này sử dụng trong khoảng thời gian T phép lớn hơn không, nhỏ hơn T trên 2. Từ bài này thì muốn đưa ra luôn một cái công thức tổng quát cho mấy em nhớ lại. Vậy thì trong trường hợp T phép mà lớn hơn T trên 2, nhỏ hơn T thì ta tính mắc min như thế nào? Ở trường hợp này mấy em lại cũng cứ T phép ta tách ra bằng một số nguyên lần T trên 2 cộng thêm T2 phép. Trong đó T2 phép của chúng ta lớn hơn không? Nhỏ hơn T trên 2. Tại sao phải tách thế này? Khi nãy thầy đã nhắc, đối với chất điểm dao động điều hòa trong nửa chu kỳ, quãng đường vật đi được luôn luôn là 2A, dù vật xuất phát từ vị trí nào trên quỹ đạo. Đấy, từ công thức này mấy em sẽ tìm ra được cái quãng đường đi min max trong khoảng thời gian T2 phép. Thế trở về lại cái bài toán của chúng ta. Hôm nay buổi đầu tiên ở một cái chương trình mới, thầy trò chúng ta trao đổi với nhau, có lẽ là mấy em cũng chưa quen lắm về vấn đề đặt câu hỏi. Thì mong rằng trong buổi hôm sau mấy em cố gắng hỏi nhiều hơn nữa, không những về lĩnh vực học, về nội dung, về kiến thức trong môn lý của chúng ta, mà đôi khi về phương pháp, về cách học hay về nội dung chương trình, vân vân. Mấy em có thể có ý kiến về những câu hỏi, mấy em gửi về trang web HTV4 của Đại học Hồ Chí Minh. Hôm sau vẫn tiếp tục phần dao động điều hòa, thầy sẽ nói lại về vấn đề quãng đường min max cũng như tốc độ trung bình và một số bài toán lò xo ghép. Hôm nay mong các em xem lại, coi lại những cái thầy trò mình vừa trao đổi, để hôm sau thầy trò chúng ta sẽ gặp lại và ôn tập được sẽ tốt hơn. Thân ái chào các em.